Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu ở cái phân khúc hạng hatchback ạ. Đó chính là chiếc xe Suzuki Swift. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì lăn bánh cực ít quý vị và bạn nhé. Mới lăn bánh có 18.000 km thôi. Tại sao lại chiếc xe này từ năm 2018 mà lăn bánh ít như vậy? Quý vị các bạn có biết không ạ? Bởi vì chiếc xe này nó thuộc cái phân khúc hạng nhỏ dành cho chị em phụ nữ, mà gần như chị em phụ nữ chỉ có đi lại trong phố thôi, cho nên là chạy rất ít. Tính ra năm sử dụng thì mới là đã được 4 năm rồi, gần 4 năm rồi, nhưng chiếc xe mới lăn bánh được có 18.000 km thôi quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp, tất cả là còn nguyên bản hết. Nguyên bản từ dàn lốp này, lớp sơ cua chưa hạ này. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Và ngoài những cái option đầy đủ mà Suzuki cũng đã trang bị cho chiếc Swift 2018 này ra rồi, thì chủ xe cũng đã lắp thêm rất là nhiều đồ quý vị bạn nhé. Ví dụ như là cảm biến trước này, cảm biến sau này, đầu Android này, camera lùi, camera hành trình đầy đủ tất cả rồi, dán phin cách nhiệt rồi quý bạn nhé, phiên bản đủ. Chiếc xe này được sản xuất năm 2018 với dung tích là 1.2 lít thôi. Dung tích 1.2 lít đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như chạy ở đường trường thì chiếc xe này chỉ có hết hơn 3 lít xăng cho 100 km thôi quý bạn nhé. Lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị bạn xem về cái thông số định mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe này ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 495 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị và bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Suzuki Swift 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift 2018 lăn bánh được 18.000 km này ạ. Và quý vị và các bạn ơi, chiếc xe này là biển Hà Nội, biển rất là đẹp quý vị và bạn nhé. Đuôi 66 là 1966 đấy ạ. Rất là đẹp luôn, có thể nói là biển năm sinh luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đây là cái phần sơn, đây là cái phần sơn cũng như là cái phần thân vỏ của chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này nước sơn nguyên bản, sơn zin của xe còn rất là nhiều, thì chiếc xe mới lăn bánh được có 18.000 km thôi. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì tôi cũng chia sẻ với quý vị các bạn, chúng tôi mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, thì sáng nay tôi mới đem đi rửa thôi, cũng chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng gì đâu ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là chưa có dọn dẹp, chưa có làm gì cả quý bạn ạ. Chỉ có mới rửa qua về cái phần bên ngoài là tôi đem lên tôi quay giới thiệu cho quý bạn cùng xem đấy. Đấy là nhìn về bên xa thì không thấy xước sát gì đâu, nhưng nếu mà nhìn lại gần thì cũng có một vài điểm nó xước sát rất là nhỏ như này thôi quý bạn này. Đấy, xước này rất là nhỏ quý bạn nhé. Chúng tôi để nguyên, không phải đánh bóng nữa mà cũng không phải sơn gì nữa. Đấy, để nguyên như thế này luôn quý bạn ạ. Vì chiếc xe này rất là đẹp. Đấy, tôi quay sát cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Những cái vết xước rất là nhỏ thôi, không đáng kể quý bạn nhé. Đây, những cái cánh cửa này, những cái vết mót này cũng rất là nhỏ nhẹ, do những cái xe bên cạnh người ta mở ra cho nó chạm vào cái cửa xe này, cho nên là nó sẽ bị xước sát có rất là ít thôi quý bạn ạ. Phải nhìn tinh thì mới thấy được những cái vết xước nhỏ này ạ. Đấy, những chiếc xe mà sử dụng ở Hà Nội này thì không thể tránh khỏi được những cái vết xước sát nhỏ như vậy quý bạn nhé. Đấy, đây đằng trước này cũng xước sát này, nhưng rất là ít thôi quý bạn ạ, không đáng kể. Và nhìn về cái phần đầu xe này thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Đấy, về cái phần sơn thì còn zin rất là nhiều quý bạn nhé. Và nhìn về cái phần đầu xe thì quý vị bạn thấy được là Kia Suzuki cũng đã trang bị cho chiếc Swift này là cái đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này, đèn gầm đầy đủ cả rồi. Đấy, và cụm đèn còn rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Đấy, đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày này. Đấy, và đèn gầm, phía bên dưới là đèn gầm. Và chủ xe cũng đã trang bị thêm là cái cảm biến trước quý bạn nhé. Đây,
cảm biến trước, cảm biến sau. Đấy, chủ xe đã lắp lên rất là nhiều đồ quý bạn ạ. Cảm biến trước, cảm biến sau, camera sườn. Đấy. Camera sườn này này. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Khóa thông minh, đề nổ start top, bấm tay mở cửa cả cánh cửa bên lái và cánh cửa bên phụ quý bạn nhé. Đấy, cụm đèn sau. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau này thì quý vị bạn cũng thấy được là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và rất là mới đấy ạ. Rất là mới từ những cái dòng chữ này đến logo này, còn rất là mới, rất là bóng quý vị bạn ạ. Đấy, và đằng sau này thì quý vị bạn thấy được là chủ xe cũng đã lắp thêm cảm biến lùi, camera lùi, và bên trong có đầu Android quý vị bạn này. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ cả rồi quý bạn nhé. Và cái cụm đèn hậu này còn rất là mới này, sử dụng rất là ít, chiếc xe mới lăn bánh được có 18.000 km thôi, cho nên là còn rất là đẹp. Cụm đèn hậu này rất là mới này, phin cách nhiệt này đã dán ra phin cách nhiệt cả rồi quý bạn nhé, rất là đẹp đấy ạ. Dàn lốp theo xe còn nguyên bản đây quý bạn nhé. Đấy, dàn lốp theo xe còn nguyên bản này, đét 2018 luôn quý bạn nhé. Đấy, đét lốp 2018. Đấy, cả một cái dàn lốp còn nguyên bản, lốp xưa cua chứ hạ đâu quý bạn nhé. Đét lốp là 2018 luôn đấy. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, nhập khẩu về Việt Nam là cuối năm 2018. Cả dàn lốp này tôi cho quý bạn xem này, dàn lốp còn nguyên bản hết luôn nhé. Cả dàn lốp này là 2018. Những chiếc xe này chạy ít thì nó cũng là điều đương nhiên thôi quý bạn ạ, vì là phần lớn là phụ nữ đi làm mà loanh quanh trong phố thôi, cho nên là chạy rất là ít đấy. Dàn lốp rất là dày luôn, cả dàn lốp này còn dày, chạy có 18.000 km thì quý bạn xem lại cái lốp nó còn đẹp còn mới như vậy đấy ạ. Đấy, và bên ngoài thì chủ xe cũng đã lắp thêm vè che mưa này. Đấy, đây là vè che mưa này. Và khác biệt ở những chiếc xe Swift từ cái đời 2018 này, mở cửa sau ở trên này. Đấy, thiết kế nó thay đổi khác hẳn so với những cái phiên bản trước đó quý bạn ạ. Dàn lốp nguyên bản theo xe và lốp xưa cua đây thưa với quý vị bạn, lốp xưa cua cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, lốp xưa cua còn nguyên bản chưa hạ này. Đấy, lốp xưa cua mới tinh. Đấy, lốp xưa cua chưa hạ quý vị bạn nhé. Đấy, và đặc biệt là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn xem đây này, cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này ạ. Nếu như chạy trung bình chỉ có 4,65 lít thôi này. Đấy, động cơ 1.2. Mức trung bình là 4,65 lít, còn nếu như chạy trong đô thị thì 6,3. Nhưng nếu như chạy ở đường trường thì chỉ có 3,67 lít thôi quý bạn ạ. 3,67 lít thì nó chỉ bằng ăn xăng bằng một chiếc xe máy SH thôi quý bạn ạ. Đấy, chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan quý bạn nhé. Đấy, cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là hấp dẫn. Trong cái thời buổi xăng tăng giá như thế này thì với chiếc xe Suzuki Swift này thì rất là nhiều người yêu thích nó đấy ạ, bởi vì nó ăn rất là ít xăng. Về cái ngoại thất thì rất là đẹp rồi quý bạn ạ. Ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên lái ra cho quý bạn cùng xem. Tôi tắt cái đèn đi đã, vừa nãy tôi quay tôi phải bật cái đèn lên. Đây là cái cánh cửa trước bên lái quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, bên ngoài nó còn nguyên bản thì bên trong nó còn nguyên bản là điều đương nhiên rồi ạ. Còn nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản nó còn rất là đẹp đấy. Từ cái táp lô rất là mới, rất là đẹp, nhưng mà nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả quý bạn ạ, nó hơi bẩn thôi chứ còn rất là mới đấy. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này, chưa có bị tháo đâu. Và chiếc xe này thì bảo hành bảo dưỡng đầy đủ trong hãng này quý bạn này. Đang đồng hồ công tơ mét là đang 18.000 mà cái phiếu nhắc này là 20.000. 20.000 hoặc tháng 12 năm 20. Tính là từ tháng 10 chủ xe bảo dưỡng là tháng 12 năm 20 này, mà đến bây giờ mới có 18.000 km thôi quý bạn ạ. Đấy. 15 này. Đấy, chủ xe chạy rất là ít. Còn lịch sử bảo hành bảo dưỡng đầy đủ ở trong hãng luôn quý bạn nhé. Đấy, vô lăng cần số rất là đẹp luôn này. Còn rất là mới đây quý bạn nhé. Đấy. Tôi nổ cái máy này lên cho quý vị các bạn đây. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu bên trong kia. Đấy. Trần đây quý bạn này. Rất là đẹp, trần màu trắng rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nội thất nỉ này còn rất là mới đây quý bạn này. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Tem của nhà sản xuất nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau nguyên phụ cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết này.
keo chỉ nguyên bản này. Đấy, nội thất đằng sau này thì lại rất là mới luôn ạ, vì đằng sau này không có người ngồi mấy. Gần như chị em phụ nữ mua xe để đi làm vì đi làm gần như một mình thôi, chủ yếu là ngồi một mình cho nên là cái đằng sau rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong nhé. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn này. Chiếc xe mới lăn bánh được có 18.000 km thôi, tức là 1.8 vạn đấy ạ. Đấy, 1.8 vạn. Đồng hồ thì chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn luôn quý vị bạn nhé. Đấy, vô lăng còn mới như này đây ạ. Cần số cũng còn mới như này đây ạ. Đấy. Và vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển âm thanh lên vô lăng này. Rồi cruise control này. Đấy. Cruise control đầy đủ rồi. Và màn hình giải trí đa phương tiện đây ạ. Chủ xe cũng đã lắp cái màn hình giải trí đa phương tiện này rồi. Màn hình Android đây quý bạn nhé. Đề nổ start top này. Đấy, đầy đủ hết cả rồi. Điều hòa tự động này. Đấy, rất là đầy đủ luôn quý bạn nhé. Đây cái cảm biến sau đây, cảm biến sau mà chủ xe lắp thêm này, những cái phần nỉ này, phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2018 mới lăn bánh có hơn vạn thì tính ra là mới chỉ như là hết rốt đa thôi. Rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ quay cho quý vị bạn xem về cái phần cúp sau của chiếc xe quý bạn nhé. Cúp sau hay còn gọi là cửa sau đấy ạ. Đấy, đây là keo chỉ này, cũng như là cái phần ốc cúp sau này. Đấy, ốc cúp sau, keo chỉ cúp sau còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau đâu. Đấy, từ cánh cửa đến cúp sau, cabo cũng còn nguyên bản hết. Tôi sẽ giới thiệu lần lượt cho quý vị bạn cùng xem đấy ạ. Đấy, rất là đẹp này, nội thất đằng sau này cũng còn rất là mới quý bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được có 18.000 km thôi, chỉ là nó còn mới là điều đương nhiên rồi. À, từ những cái phần thảm nỉ này còn nguyên bản hết này. Rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đằng sau này thì như lúc như xe mới đấy. Quý vị bạn mua xe mới về nó cũng như này luôn đấy. Còn nguyên hết luôn. À, đây là cái phần cốp sau. Và đây là cái phần táp bi cửa sau bên phụ quý vị bạn nhé. Táp bi cửa sau bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Táp bi cửa này, rất là mới, rất là đẹp luôn. Ốc bản lề cánh cửa này. Mở chiếc xe này ra là còn thơm nguyên mùi mới quý vị bạn ạ. Đấy là cái thảm lót sàn này. Thảm lót sàn mà chủ xe mua về, chứ còn cái thảm nguyên bản của xe này dưới này còn rất mới tinh đấy. Cái thảm lót sàn mới tinh chưa dùng quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất đằng sau này, rất là đẹp, rất là mới. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng được bấm tay mở cửa quý bạn ạ. Đấy, bấm tay để mở cửa luôn. Đấy, táp bi cửa này. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản này. Táp bi rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết này. Chưa có bị mất một phân keo chỉ, chưa có một con ốc nào bị mở ra quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Cam hành trình này. Cam hành trình nó đang bị lỏng cái keo này. Đấy, chỉ có cả cam hành trình luôn. Táp bi này, táp lô này, vô lăng cần số này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Rồi những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất là mới luôn quý bạn nhé. Bộ ghế nỉ nguyên bản theo xe mà còn đẹp như này đấy ạ. Đấy. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018. Đấy, sản xuất tại Thái Lan. Đấy quý vị bạn nhé, thông số các thứ đều ở cái tem này rồi. Rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và đây là cái phần camera sườn đây quý vị bạn này. Camera sườn chủ xe lắp thêm đấy. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Và nội thất cũng rất là mới và sạch sẽ, thơm tho rồi. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị bạn cùng xem về cái phần ốc cabo đã nào. Đấy, đây là cái phần ốc cabo còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Ốc chân cabo này còn nguyên bản hết này, cho đến keo chỉ cabo. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Keo chỉ cabo còn nguyên, ốc còn nguyên như này.
Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phần đầu. Toàn bộ cái ốc và cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Từ ốc tai này cho đến những cái ốc xương đầu này còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Còn nguyên bản và còn rất là mới đấy. Và cái động cơ này là chúng tôi cũng mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn nhé. Nó mới quá như này, mới lăn bánh nó có 18.000 km rồi thì động cơ rất là mới quý vị bạn ạ. Đây là cái ốc chân máy này, toàn bộ những cái ốc ở cái khoang động cơ này nó còn nguyên bản hết. Nguyên bản từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này quý vị bạn nhé. Đấy, từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết này. Ốc hộp số này còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy quý vị bạn ạ. Mới lăn bánh được có 18.000 thì gần như là chiếc xe này mới hết rốt ra thôi quý bạn ạ. Rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy. Về cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết là không ngập nước và còn nguyên bản. Cả xe là chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Suzuki Swift 2018 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh 18.000 km này rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 495 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ phải trả trước 30% giá trị của xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.